tiếp nối chương trình đến bài Nan Thơ Cẩm Tú. Bài này Đức Thầy viết tại làng Nhơ Nghĩa ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời thanh lặng gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thần bất lạnh lùng, gặm sát trần còn dần thời đưa đến đằng chung cùng một tiệc quỳnh tương. Cây ngô đồng hứng vẻ đượm sương, cho chim phùng mắt tinh xòe cành xum dày mây lạnh bay tùa, cả trời nam lưới bùa thiên la. Chữ thanh hiền mới được nôm na, ta thỏa chi hô hào trung nghĩa. Thank you.
rằng những câu tỉ mỉ rung hồn. Cho người lành và ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp Ba. Quảng chi thân bị mưa nắng táp nơi sáng vào ấm áp mặt ai vẽ cho dân lập chí râu mày phá tàn ốc tinh thần những người mới
tình. Đầy lòng nghi ngút dữ giả trong đừng đục mới màu thân bần tăng mặc bộ sông nông cuộc thiên ly một bầu đều hàng đến kỳ thi danh
thầy chạm bàn trên đài cao gọi các linh hồn. Nay ngu khờ len lỏi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn buông biển. Vàng giới xâm ra tài xưa kiền, kể cùng ca lửa tuyền con lành. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Chẳng hề mở miệng ra than
câu trượng phu là trăng nghĩa sĩ, chữ anh tài của đấng trung lương. Phần tu hành đạm bạc rau tương, miệng cầu được an khương bốn bề. Rung chuông lạnh bằng muôn tiếng cày, gọi hồn người hạnh thiện truy kinh. Ra khuyên dân hẹn co sơn minh, diều ba tăng hứa câu thề hay. Miệng tâm được hư vô tồn tại, sống ở trần hối cải tiền phiên. Sống làm sao vẹn chữ tu mi, sống dùng dày râu mày nam tử. Văn xác
mặt nước biển lô nhô lặng hợp chiến đua bay cá lại tranh mồi ngọn thủy triều nô nước sột sôi bầu trái đất một ta là kẻ tu hành thiện kiến xét thế trận lũng biển đôi điều chớ đâu nào bài diệt trơ treo muốn giác tình người mê trở lại mong sanh chúng học điều thông thay rèn tâm lạnh bát ái trao tria hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya lòng thương chúng khuyên rằng mà nào khác chợ trưa đồ ấy bán rẻ rầy ít kẻ hỏi mua mặn lo theo lối mây tranh đua lại bỏ ngon xe xua học thức trung lương hiếu nghĩa rạng
luận sơ sơ cho dân rõ tích, để chờ ngày quan dò hô phong bàn cho đời thoát chữ cây nồng. Nay dục thúc câu quân bình trị muôn dân khắp các nơi, trừ quốc xưng thần trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp dừng mấy lần ngũ sát hào quang. Phật thanh tiên đông đổ lướt sang miền Nam địa phân đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắp trổ tài hay biển lập non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần. Tạo nền mong thánh quân đặt dừng nơi triều ca gầy dừng tối. Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đại thiên quay nấy lình. Hãy subscribe.
hiền